xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Học nhân và Nhật Tâm xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài ABC TV trên băng tần 57.8 và Galaxy 19. Quý vị đang quay trở lại, quý vị đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Đường Ngự. Hy vọng sẽ giúp quý khán giả đang tìm cầu sự an lạc, đức thật với những chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. A Di Đà Phật, con xin kính chào Thầy. A Di Đà Phật xin kính chào của học nhân, của Nhật Tâm và kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. Dạ, kính bạch Thầy, trong chương trình kỳ gọi thì Thầy đã giảng tới có 10 trạng thái tỏ ra yêu thích nhau. Dạ, cho con xin tóm tắt từ điều 1 tới điều thứ 4. Thầy đã giảng là điều 1 là cho dù mình có xa nhau thì mình không quên nhau. Điều thứ 2 là khi mà mình thấy nhau thì mình vui mừng. Điều thứ 3 là mình có món ngon, vật lạ thì mình chia sẻ cho nhau. Và điều thứ 4 là cho dù mình có nói chuyện mình không có chấp nhất với nhau, mình không có giận nhau, dạ đúng không thưa Thầy? Dạ đúng, mặc dạ. dù bị lỡ lời thì cũng dạ. không có chấp nhất, không có giận. Dạ, dạ, con kính xin Thầy giảng tiếp cho chúng con và quý khán thính giả điều thứ 5. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Nhật Tâm. Điều thứ 5 đó là mình thích, mình hoan hỷ để nghe những cái điều lành. Có những người trên thế giới này chúng ta thấy họ chỉ thích nghe những cái điều dữ, họ thích nghe những cái chuyện mà nó đi ngược lại với những cái lương tâm, đạo đức. Còn khi mà nói những cái điều lành, những cái việc thiện, những cái mà nó mang cái tính chất tâm linh, tôn giáo, về triết học, giáo dục v.v. thì họ là không thích. Cái đó là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng nó rất là phổ biến. Những cái bài thuyết trình mang cái tính giáo dục hoặc giả là văn hóa vân vân đó thì đôi khi người ta nghĩ nó trở thành khô khan, những cái bài triết học vân vân. Nhưng mà khi nói những cái chuyện đời xưa, những cái chuyện tiếu lâm vân vân thì người ta lại là thích nghe. Cái đó là một cái sự việc mà bậc hiền nhân cho rằng là nó không có tốt. Do vậy mà những cái người mà có thể cho chúng ta cái sự trân quý, thương yêu trầm hậu, đó là những người mà thích nghe những cái việc lành. Còn những cái điều ác thì họ không có muốn quan tâm đến, họ muốn nghe, bởi vì nghe nó sẽ bị nhập tâm. Xem những cái phim chiến tranh, những cái phim mà nó bắn giết nhau này, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, nhất là trẻ em. Nếu mà cứ để xem những cái game, những cái chuyện phim mà nó khủng bố hay gì đó, cái gì tức là giết chóc vân vân, thì cuối cùng của nó sẽ bị ảnh hưởng. Hai cô có nghĩ vậy không? Dạ. Kể cả người lớn nữa phải không? Dạ, thưa Thầy, con đồng ý. Tại vì con hiểu rõ là cái gì mình nói rất là ảnh hưởng cái suy nghĩ của một người. Giống như nếu mà con nói xấu đứa con đó đi, thì cái bé đó sẽ nghĩ là bé đó là xấu. Thì everything we do, cái cách mình nói chuyện, cái cách mình đối xử người ta, cái cách mình chỉ người ta là nó ảnh hưởng hết cái the circle của the person's life. Yeah. Đúng rồi. Còn cô Nhật Tâm thì dạ, nghĩ dạ, sao? Thầy con cũng nghĩ vậy. Dạ.
Đó. Thành thử ra những cái người nào mà vui, thích, hoan hỷ nghe những cái việc lành, những cái việc thiện, những cái việc đạo đức, thì những cái người đó là những cái người rất là đáng mến mộ, đáng trân quý. Rồi cái điều nữa là gì? Thứ sáu á, là can gián làm những cái việc bất thiện. Cái người nào mà luôn luôn tìm cách ngăn cái việc thì bất thiện, chẳng hạn như nói những cái điều bất thiện, nghĩ những cái điều bất thiện, làm những cái việc bất thiện, khiến cho nhiều người phải đau khổ, nhiều người phải bị thương tổn, nhiều người phải đánh mất đi cái sự an lạc, hạnh phúc. Cho nên cái bậc hiền thiện là phải can ngăn những cái việc dữ. Ở trong đạo Phật của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là không làm những cái việc ác, đó là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà nếu chỉ không làm những cái việc ác mà không có tích cực, không có nỗ lực chặn đứng những cái việc ác thì cũng chưa đủ. Không làm những cái việc ác nó mang cái tính cách tiêu cực, nhưng mà đồng lúc không làm những cái việc ác và chặn đứng những cái việc bất thiện, những cái việc ác, thì cái đó mới là một cái hành động tích cực trong cái việc mà giữ giới. Thì hai cô nghĩ sao về cái điều thứ sáu là những cái người xứng đáng để chúng ta tôn trọng, chúng ta yêu mến, chúng ta trọng hậu, đó là những người can gián những cái điều dữ. Hai cô nghĩ sao cô? Dạ, kính bạch thầy, con thấy điều đó thì rất là tốt, giống như là mình là một người anh hùng vậy, đúng không thưa thầy? Nhưng mà cũng có nhiều lúc đó, thưa thầy, con biết được chuyện là nhiều khi mình nhảy ra mình giúp trong cái hoàn cảnh đó mà mình lại bị hại đó thưa thầy, bị người ta hãm hại. Có những câu chuyện như là đám đông đó họ đang đánh lộn với nhau, họ gây lộn với nhau, rồi có một người đó rất là tốt, người nhảy vô muốn giúp đó, thưa thầy, nhưng mà lại somehow lại bị người ta hại lại mình đó thưa thầy, thì con không biết trong trường hợp đó thì mình phải làm sao vậy? Cảm ơn cô Nhật Tâm. Đó là một cái trường hợp tương đối phổ biến hiện nay trên thế giới, cho nên có những cái người mà vì cái tính ích kỷ không dám can thiệp vào những cái việc mà lẽ ra mình cần phải nhanh chóng can thiệp. Chẳng hạn như trên Facebook hiện nay chúng ta thấy phổ biến những cái hình ảnh của những nữ sinh bị những cái nhóm bạn khác đánh một cách rất là tàn nhẫn, đạp vào đầu, vào mặt, vào hông, rồi thậm chí là xé áo xé quần ở giữa đường. Nhưng mà những cái đám khác chẳng những không tìm cách để can gián mà họ còn hùa để mà họ đánh vào. Đó là một cái hành động mà nó cho thấy rất là vô nhân đạo, rất là thiếu đạo đức. Thấy một người khác đánh, chẳng những không can ngăn mà còn hùa vô để mà đánh, thì đó là một cái hành động mà chúng ta không thể chấp nhận được. Cái bạo động học đường, bạo động gia đình hiện nay nó đang là một vấn đề rất là nghiêm trọng tại Việt Nam. Thì cái đó nó cũng là cái tệ nạn của xã hội, cái đó cũng là cái trách nhiệm của những nhà tự nhận mình là lãnh đạo của đất nước, lãnh đạo của đất nước, lãnh đạo của giáo dục, mà không quan tâm đến cái tình trạng đạo đức của học đường thì không xứng đáng là những cái nhà lãnh đạo. Cho nên chúng ta biết là khi chúng ta can thiệp vào những cái việc để chấm dứt cái điều dữ, nó có thể là nó mang lại những cái sự bất lợi cho chính mình, nhưng mà không nhất thiết là mình phải nhảy vào cuộc ngay, mà mình có thể gọi cảnh sát, mình có thể gọi những ai cầu cứu, những ai mà có đủ cái sức mạnh để mà chặn đứng. Nếu mà mình tự thấy rằng là mình chưa đủ cái khả năng
để mà chặn đứng. Có nhiều cách để mà mình can gián, có nhiều cách để mà mình chặn đứng những cái việc bất thiện, chứ không phải là việc nào mình cũng nhảy vào. Nếu mà mình không có tự lượng được cái khả năng, cái sức mạnh của mình thì rất có thể mình trở thành một con thiêu thân. Cho nên khi mà nói là can gián những cái điều dữ ở đây, chẳng hạn như mình thấy vua hay kể là nhà cầm quyền làm những cái điều hại dân, hại nước, thì những cái đại thần vân vân thì phải có trách nhiệm để mà can gián vua. Mình thấy những cái nhà lãnh đạo, mình thấy những cái người mà cộng sự với mình làm những cái việc thất nhân, thất đức, thì mình phải tìm cách mình can gián, kể cả những người bạn của mình, những người thân của mình. Chứ không phải là chỉ can gián vào những cái nhóm, những cái phe mà họ đương đấu đá lẫn nhau, mà nói chung là trong mọi trường hợp chúng ta cần phải quan tâm để can gián, để chặn đứng những cái điều bất thiện, tức là những cái điều dữ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Con nhớ hồi đó thầy giảng cho con là con phải sử dụng cái trí tuệ với cái kiến thức để mà tạo ra cái decision, cái quyết định mà rất là tốt nhất cho mọi người. Dạ. Đúng vậy. Dạ. Mình phải có những cái quyết định sáng suốt. Dạ. Trong cái sự bình tĩnh, trong cái sự sáng suốt, mà quyết định nhanh, quyết định đúng, quyết định mang lại cái sự lợi ích chung cho tất cả muôn loài, thì đó là cái điều rất rất là đáng quý. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Chương trình Sống Đời Sống Phật xin tạm dừng chung một vài phút cho phần bảo trợ. Xin quý vị tiếp tục đón xem phần 2. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu như